Thông tin mới nhất về vụ việc bé Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi ở Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông sâu 35 mét. Thưa quý vị, hơn 1 giờ đêm nay tức 29 tháng Chạp thì thi thể của bé Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi đã được lực lượng chức năng đưa lên mặt đất và thực hiện các thủ tục bàn giao cho gia đình. Cụ thể, vào trước thời điểm trên thì hai chiến sĩ cứu hộ của công an tỉnh Đồng Tháp mang bình oxy được thả theo khung vách đào quanh ống trụ xuống độ sâu 24 mét để thực hiện các bước tìm kiếm đưa thi thể bé Hạo Nam lên. Sau khi tìm thấy bé Hạo Nam trong ống trụ, các lực lượng trên mặt đất đã hỗ trợ đưa hai chiến sĩ cứu hộ và thi thể bé lên. Ngay sau khi đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất thì các lực lượng đã cùng gia đình thực hiện các thủ tục khâm liệm và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Như vậy thì sau 24 ngày kể từ khi bé Hạo Nam gặp nạn, các lực lượng đã đưa được thi thể bé về với gia đình. Trước đó, ngày 31 tháng 12 năm 2022, bé trai Thái Lý Hạo Nam cùng với ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt. Sau khi đi qua công trình đang thi công, bé Hạo Nam rơi xuống ống bê tông rộng ở bên trong và có đường kính là 25 cm, đã đóng xuống mặt đất sâu khoảng là 35 mét. Đến tối ngày 4 tháng 1 thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tuấn Bửu thông tin bé Hạo Nam đã tử vong sau khi liên ngành pháp y, y tế và chính quyền địa phương hội chẩn dựa trên nhiều yếu tố liên quan.